À, mọi người ơi, hiện tại thì nhóm từ thiện của mình đó mới đi kiếm một đống bao về nè. Bao này mọi người biết để làm gì không? Để một lát nữa mình sẽ đựng cây đuôi chuột hỗ trợ miễn phí cho mọi người á. Rồi bây giờ thì Kha xin mời mọi người cùng theo chân của Kha đi ra ngoài vườn để thu hoạch cái cây đuôi chuột. Rồi mọi người ơi, mọi người thấy không? Đây nè, đây là cây đuôi chuột nè. Đó. Nhóc luôn nè mọi người. Bây giờ mình để xuống đây đi, để xuống đây hồi cái bắt đầu mình gom hết một đống rồi luôn. Xung quanh của mình nè toàn là cây đuôi chuột nè mọi người, còn có nhiều người gọi là cây mạch lạc đó mọi người. Thì cái cây này á là nó trị về các bệnh, thứ nhất là bị hở van tim, bị bệnh tim, như là ai bị hở van tim 2 lá 3 4 lá gì đó là sử dụng cây đuôi chuột được. Tiếp theo là cây đuôi chuột này nó trị về cái bệnh tiểu đường. Ai mà bị tiểu đường cao cỡ nào nhai vô một thời gian nó cũng sẽ giảm cái lượng đường xuống. Và ngoài ra cái cây đuôi chuột này nó còn trị về cái bệnh đau bao tử ha, đau bao tử, viêm loét bao tử, trào ngược dạ dày là hai cực kỳ. Những người bị bệnh phụ nữ ha, những chị em nào bị bệnh phụ nữ như bệnh huyết trắng nè rồi viêm đường âm đạo rồi đó là nhai cái lá này là hay cực kỳ ha. Rồi ai bị mà nước tiểu mà nó bị đóng phôi á, nhai cái này vô là cũng một thời gian nó sẽ hết. Thì nó như cái cây đuôi chuột này á, ai mà muốn nhận miễn phí thì mọi người bình luận ở bên dưới ha, bình luận bên dưới để cho Kha thấy. Rồi anh em trong nhóm từ thiện á, sẽ gửi thuốc miễn phí cho mọi người. Xung quanh mình toàn là cây đuôi chuột nè. Bây giờ mình sẽ dùng cái cây dao này mình cắt, rồi mình sẽ để vô bao cho mọi người ha. Rồi bây giờ mọi người hãy nhìn mình cắt nè. Rồi quay gần đây, ngồi xuống. Cây đuôi chuột này á, là hồi lần á, mình trồng chắc cũng khoảng chừng hơn tháng rồi mọi người. Hồi từ có lúc mà mình đi kiếm ở ngoài rừng á, mình có cái đuôi chuột á, thì về á, là mình cho mọi người á, là cho chắc khoảng 95%, còn lại 5% là mình để mình trồng ở nhà nè. Tại vì mình biết á, là sau một khoảng thời gian mình kiếm á, thì cây đuôi chuột nó sẽ khó kiếm hơn. Cho nên là mình đã chủ động trước là mình trồng ở tại nhà. Để sau một thời gian á, thì hết cây đuôi chuột á, thì mình vẫn có cái nguồn nguyên liệu ở tại nhà ha. Rồi mình gửi cho mọi người. Cái cây này á, nó dễ trồng lắm đó mọi người. Chỉ cần á, mình về nhà mình ghim xuống đất thôi. Nè cái cọng này nè, mình ghim xuống đất, ghim xuống rồi mình tưới nước, tưới nước thường xuyên ha. Gần thời gian thì nó mọc nhanh lắm, nó mọc nhanh rồi sau đó thì mình chắc chắn là mình sử dụng không hết luôn á. Rồi lúc đó thì mọi người có thể cho những người nào bị bệnh á, để lan tỏa cái tình yêu thương thôi. Cho người ta bị bệnh á, người ta uống, người ta hết bệnh thì người ta sẽ làm được những cái điều tích cực trong cuộc sống. Mà mình á, thì mình thích những cái điều tích cực thôi. Cuộc sống mà, sống thì chủ yếu là để vui, để hạnh phúc. Mà nếu như mình giúp cho người ta hết bệnh á, người ta vui, người ta hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc à. Giống như là cái lực vũ trụ vậy đó. Khi mà mình làm một điều gì đó cho người ta hạnh phúc thì sau đó thì mình cũng sẽ hưởng được những điều hạnh phúc thôi. Mọi người thấy không? Nè, khi mà cái nhánh này nè, cái nhánh này là mình trồng nè, từ đây nè ha, nhánh bự nè, nó phát triển lên, rồi cái nhánh con nó phát triển ra, rồi sau đó nó tự mọc rễ nè mọi người. Đó. Nó tự mọc cái rễ ra, cái bắt đầu nó nhảy, nó phát triển thành cái cây khác nữa. Cho nên là cây này nó dễ trồng cực kỳ luôn. Mọi người thấy không? Nó tốt nè. Tốt, dữ dằn tốt lắm. Quá trời luôn. Bữa nay là mình sẽ thu hoạch hết luôn ha. Mình thu hoạch hết rồi mình cho mọi người luôn. Để thời gian sau nữa, rồi cái bắt đầu có rồi mình cho nữa ha. Thì mọi người cứ bình luận ở dưới kênh YouTube Kha Lê Lê đi ha. Dưới kênh YouTube Kha Lê Lê, mọi người cứ bình luận rồi mình sẽ gửi cho miễn phí. Nè mọi người nhìn đây nè. Nè một đống luôn nè mọi người thấy chưa. Rồi còn ở ngoài kia nữa. Bây giờ mình đi tiếp ra ngoài kia ha.
đây nè, cái cây này là hồi hổm mình trồng chắc cỡ khoảng chừng 3 tuần thôi mọi người, 3 tuần thôi mà nó tốt cỡ này nè. Quay gần xuống cho mọi người xem đó, mới có 3 tuần thôi mà nó tốt cỡ này nè. Thôi bây giờ bữa nay mình cắt luôn đi, sẵn chiến này cho mọi người hết luôn đó. Nè, giảm ăn chưa. Nè, cái bụi này mọi người thấy chưa, cái bụi này chắc mọi người quen lắm rồi nè. Thầy Hảo mình cũng có quay cái bụi này nè, nó mà cái bụi này nó phát triển nhanh lắm nha mọi người. Nó gần cái cây sồi nè, nó có cái bóng mát á, nó chỉ chiếu ánh sáng được là một buổi thôi, mà mình để nghe cái cây này nó như mà chiếu ánh sáng một buổi, ví dụ buổi sáng hay là buổi trưa á, cặp một cái cây gì bự bự á là nó tốt, nó phát triển nhanh lắm á mọi người. Cái này nó chịu bóng găm, nhưng mà bóng găm là phân nửa 3 ngày thôi. Ví dụ như là mình trồng ở cặp nhà của mình á, nó có thể hứng nắng buổi sáng hoặc là hứng nắng buổi chiều gì đó cũng được, nó phát triển nhanh lắm. Chứ không phải là trong bóng găm tối luôn là không có được ha. Lá tốt quá trời luôn nè. Ở đây nữa nè mọi người, qua bên đây luôn. Quá trời nó ra luôn. Mọi người nhớ nha, cái bông này là khi mà về á, qua đây gần tí, khi mà về á, mọi người lấy cái bông này nè, mọi người vũ ha, là mấy cái hột non hay là hột già trong này nó rớt xuống á, là nó lên vũ trời lên lắm. Đó, cái bông này nè, về mọi người đem ra nhà mọi người vũ đây nè. Đó, mọi người thấy ha, là bông nó đi ra nó lên vũ lắm luôn. Dễ trồng lắm, cái này cực kỳ dễ. Mình trồng tốt rồi, thứ nhất là mình trị được bệnh cho bản thân của mình, cho người thân của mình nè. Và ngoài ra đó là ví dụ như mọi người biết ai có bị bệnh đó, thì mọi người cứ cho đi, cho miễn phí hết đi. Thật ra cuộc sống mình nó vô thường lắm, cho nên là mình giúp được ai thì mình cứ giúp ha. Thì mình giúp cho người ta hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc mà. Người ta hết bệnh thì luật nhân quả thì mình cũng sẽ không có bệnh thôi. Mình cứ nghĩ như vậy đi. Nó dễ trồng lắm luôn. Đây, ở đây nè mọi người, cái nhánh này nè, nhánh này mắc cười lắm. Nhánh này hả mà là con nhỏ cháu của mình nó về á nè, về cái nó nói gọi Tư ơi, thôi để con ghim cái nhánh này. Mình nhớ là như nó ghim của khoảng chừng gần tháng thôi, hẳn nó ghim nhánh khoảng vài dài nè, vì mà bây giờ nó lên nè mọi người, nó tốt ghê chưa. À, mọi người thấy chưa, một đống mà thấy chưa. Ồ, cái này để lát mình lấy cái vỏ ra mình để vô mình ôm cho nó hết, chứ giờ nhiều quá rồi. Ở xung quanh mình nó bây giờ cây đuôi chuột á, mình lấy hết trơn rồi, cho nên bây giờ mình bỏ vô cái thau, mình đem vô nhà mình cho vô cái bao để mình cho mọi người ha. Ồ, nhiều lắm luôn á mọi người. Wow, nè, thấy chưa. Nặng quá nè mọi người, thấy không, một đống rồi nè. Bây giờ mình đem vô trong nhà, mình vô trong cái bao nha. Mọi người thấy không, cây đuôi chuột nè. Hồi nãy giờ mình với ông anh mình ra ngoài vườn mình thu hoạch cây đuôi chuột á, thì bây giờ mọi người thấy nè, một thao luôn nè, thấy không. Đó, một thao. Còn bên đây là một đống bao nè. Thì bây giờ là mình sẽ để cây đuôi chuột vô đây, mình cho miễn phí mọi người ha. Đây. Mỗi mọi người mình sẽ cho vài nhánh ha. Rồi về rồi mọi người khoan hãy sử dụng ha. Mọi người về mọi người cứ trồng đi. Còn mấy cái lá này nè, mọi người ngắt mình sử dụng ha. Thì nếu như mà nhánh nhỏ thì mình sẽ cho nhiều nhánh. Còn nếu như mà cái cây nào nó bự á, thì mình sẽ để nguyên một cây luôn cho mọi người về mọi người trồng.
Thì cây đuôi chuột này á, thật sự á, mình phải dùng cái từ là thần dược các mọi người. Thần dược ở quanh ta luôn á. Tại vì cái cây này á, mọi người biết rồi đó. Là nó trị về bệnh thảo bệnh tim nè, bệnh tim nè, bị tiểu đường nè, rồi ai bị bao tử, viêm loét á, trào ngược dạ dày rồi đó, là sử dụng đều được hết nha. Thì bây giờ sẵn đây mình cũng chia sẻ một câu chuyện như thế này nè mọi người. Mình có một người chị á, chị đó bị tiểu đường, thì cái lượng đường trong cơ thể của mình á, mọi người á, thì chỉ khoảng dao động 100 mấy thôi, nhưng mà cái lượng đường của chị đó nó dao động lên nó là 300 mấy cái lượng đường. Cho nên nó là chị uống thuốc tây rồi, nhưng mà uống thuốc tây thời gian nó cũng vậy à, nó cũng không có giảm được bao nhiêu. Rồi sau đó tình cờ thì chị mới thấy mình ở trên YouTube á, cho cây đuôi chuột này nè, thì chị mới mới xin xin thì mình gửi bưu điện miễn phí cho chị. Thì sau khoảng 1 tuần thôi chị nhai á, chị đi khám lại là bác sĩ mà thường thường trị cho chị á, là ổng cũng giật mình luôn, là ổng không ngờ là cái lượng đường của chị nó dạy lại giảm xuống như vậy. Thì sau đó chị kiên trì chị sử dụng tiếp để coi, chị kể là chắc khoảng hơn 2 tuần chị đi khám lại thì cái lượng đường của chị nó đã bình ổn. Thì chị rất là mừng, chị chia sẻ cho mình. Mà mọi người biết rồi đó, thì cái cây đu chuột này á, là mình hỗ trợ cho mọi người. Mà khi mà cái chị đã hết bệnh á, thì chị cho mình hay á, chị cho mình hay á, thì mình cảm thấy á, là cái niềm vui không tả lắm mọi người. Tại vì mọi người biết sao, mình đã có mang tình yêu thương của mình á, mình cho mọi người, mà mình nhận được những cái tín hiệu tích cực hết bệnh của mọi người cho mình hay, thì lúc đó giống như là cái cảm giác mà người ta cho tiền mình, ví dụ như là cả 100 triệu vậy đó, mình mừng vậy đó. Hôm trước á, thì khi mà mình cho đó, thì có anh, cái anh gì ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đúng rồi, anh Bà Rịa Vũng Tàu, thì anh bị hở van tim, đúng rồi, anh bị hở van tim. Thì lúc đó mình cho anh, thì lúc đó anh sử dụng, anh nhai thì sau hình như là hơn tháng đó, anh điện thoại cho mình hay á, là nói với anh em trong nhóm á, là cái bệnh hở van tim của anh á, hình như anh hở 2 lá hay 3 lá gì đó mình cũng quên, không nhớ rõ. Mà bây giờ là cái hở van tim của anh hết rồi đó mọi người. Thì anh cho mình hay mình cũng mừng lắm. Và ngoài ra thì có một số anh chị mà miền Bắc á, mình cũng gửi cho miễn phí như thế này nè, thì gửi ra tới ngoại, mấy anh chị ở ngoại thì bệnh nhiều lắm, có người thì bị viêm mô tử, có người trào ngược dạ dày, còn một số chị thì bị bệnh phụ nữ phụ khoa rồi đó, mà chị nói dùng cái này là chị cũng hết á. Thì đó là một cái tín hiệu rất là vui thôi, mọi người thấy không, cái nhánh này nó bự quá nè, cho nên là mình sẽ lấy nhánh này mình cho mọi người ha, nó tốt dữ luôn á, cái này về trồng dễ lắm. Thì những cái câu chuyện đó đó là những cái trường hợp đó là người ta đã hết bệnh thật sự rồi đó. Rồi bây giờ thì nè mọi người thấy không, cái cây đuôi chuột á, để mình quay cho mọi người coi lại nè. Nè cái bông nó như thế này, nhớ nha, cái bông nó như đuôi chuột, cái lá này có hình răng cưa nè, hình răng cưa, ở trên nó thì màu xanh, ở dưới thì cái màu xanh nhạt đó. Cái bông nó tím tím nè, mình về mình lấy cái bông này mình vũ 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 xuống đất nó ra thì sao nó lên. Thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng cây đuôi chuột này ha, dành cho những ai chưa có xem. Thì nam là 1 ngày 7 lá này đó, nhớ là 7 lá nha. Rồi mình nhai nhai như thế này, bỏ vào miệng mình nhai đó, mình nhai rồi sau đó mình nuốt nuốt từ từ, rồi sau đó mình giống như mình mút kẹo vậy đó, mình nuốt từ từ từ, rồi khoảng chừng 2 3 phút kỳ đó mình nhai luôn cái bã, mình nuốt vô luôn. Còn nếu như là nữ thì 1 ngày 9 lá này mình nhai rồi mình nuốt. Còn nếu như mà ai có số lượng nhiều á, thì mọi người nhớ là mọi người có thể á, làm phơi khô ha, phơi khô nè, phơi khô cái lá này rồi cây luôn, thân luôn, rồi cái bắt đầu sau đó mình đổ vô 2 lít nước, mình nấu sôi từ sáng, mình nấu sôi 30 phút rồi mình uống từ sáng cho đến chiều tối, uống cho thay nước lạnh. Rồi cái cây này về nhà thì mọi người nhớ 2 lá mà mọi người nhai, còn cái thân á, thì mọi người nè ghim xuống đất ha, khoảng chừng 3 4 cm
thì khoảng chừng 2 tuần thôi là cây bắt đầu nó phát triển rồi. Thì sau đó mình thu hoạch dài dài, mình không còn phải xin ai nữa. Mọi người thấy video này có ý nghĩa thì mọi người nhớ like và chia sẻ lên Facebook, và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho nhóm từ thiện. Rồi, cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi video. Tạm biệt mọi người.